Liên tục vi phạm hành chính, nhiều không đếm xuể, công an vận động chị Đại quận 4 đi khám bệnh. Chị NTN, 33 tuổi, mạng xã hội hay gọi là chị Đại quận 4, là nhân vật nổi tiếng mạng xã hội bởi nhiều lần vi phạm hành chính trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Chị N, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại quận 5, hiện ngụ tại phường 10 quận 4, thường xuyên không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm khi ra đường cùng con gái 8 tuổi, có thái độ cự cãi chống đối khi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch, vi phạm luật giao thông. Sau đó, mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh video chị N nhiều lần vi phạm hành chính gây xôn xao dư luận, từ đó biệt danh chị Đại quận 4 của chị ra đời. Tính đến nay, trong những tháng thành phố Hồ Chí Minh giãn cách phòng chống dịch, chị N đã 4 lần vi phạm. Gồm ngày 31 tháng 5, chị N không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản quận 4, bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự. Ngày 9 tháng 8, chị N không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ quận 4 qua quận 1 bị công an phường Cầu Ông Lãnh quận 1 mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình chứng minh nhân dân với tổng tiền phạt là hơn 3,5 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8, chị N lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản. Ngày 28 tháng 9, tổ tuần tra của công an quận 4 phát hiện chị N đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lý do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường. Những lần bị phạt, chị Đại quận 4 nói rằng bản thân đi xe máy trong thành phố không gây nguy hại cho ai nên không cần phải đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bị ngột thở nên không cần thiết phải đeo, khiến lực lượng chức năng phải bó tay. Ngày 19 tháng 10, thông tin từ cơ quan chức năng quận 4, công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm hướng xử lý liên quan đến trường hợp chị N, nhưng phải rất cẩn trọng vì biểu hiện tâm lý của chị N không ổn định, phương châm là tìm ra hướng giải quyết có tình có lý. Công an quận 4 cũng phối hợp ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho chị N hiểu và thực hiện biện pháp quản lý, chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch, vận động gia đình đưa chị N đi thăm khám sức khỏe. Liên quan đến trường hợp này, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Nghĩa, bí thư Đảng ủy phường 10 quận 4 cho biết, ý thức của chị N rất kém khi liên tục vi phạm, tái phạm các quy định phòng chống dịch, luật giao thông, nên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể tại phường 10 vừa khuyên nhủ vừa răn đe. Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10 thông tin thêm, chị N không chấp hành mọi biện pháp phòng chống dịch mà chính quyền công an phường đưa ra. Đến nay chị vẫn chưa chịu tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng may mắn không bị lây nhiễm COVID-19. Theo hàng xóm, trước khi dịch bùng phát, chị này từng phụ bán vé máy bay, chồng chị đang ở Mỹ.